Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay em Sơn xin phép được giới thiệu đến quý anh chị cũng như là các bạn về một mẫu xe siêu lứt của cửa hàng. Và ngay trước mặt chúng ta đây là một chiếc Honda CR-V phiên bản L màu trắng, sản xuất là 2021 quý anh chị và các bạn nhé. Xe đã trang bị gói tiện nghi an toàn hiện đại nhất của Honda, chính là Honda Sensing. Và chúng ta hãy cùng xem qua một vòng về nội ngoại thất của chiếc xe này quý anh chị và các bạn nhé. Xe 2021 nên là thật sự là cũng không có gì để mà bàn nhiều. Đây, xe rất là đẹp, la răng này. Phần la răng đã có thay đổi so với phiên bản nhập Thái, từ đầu 20 đổ lại là la răng thật là la răng dạng xoắn với chị các bạn nhé. Trên phiên bản L thì chúng ta sẽ có một cụm đèn ở phía dưới đây, một dải đèn LED ngang. Như trên phiên bản G thì chúng ta sẽ là đèn bi tròn quý anh chị và các bạn. Mọi cái thiết kế của Honda từ đèn đóm ở dưới đây, nhìn cái độ hoàn thiện, độ sắc nét, cái độ tinh xảo rất là cao. Ở đây cụm radar Honda Sensing. Sơn zin cả xe của anh chị và các bạn nhé. Mọi thứ đều ở trạng thái gọi là tốt nhất. Quý khách mua xe này về chỉ phải đi thôi. Và nếu mua về Hà Nội nhá thì sẽ không mất tiền biển 20 triệu. Tại vì xe này là biển số thành phố. Đó, cốp điện chúng ta chỉ cần bấm một cái lên thôi. Phần bên trong cốp rất là rộng rãi. Đây, ngay trên trần thì có đến 4 hốc gió. Điều hòa thì khỏi phải nghĩ. Hàng ghế thứ 3 sau khi mà gặp lại thì cho chúng ta một khoang hành lý cũng rất là rộng. Đây, có cái tấm này. Đấy, chúng ta có thể nhấc lên và để ở phía trên này sẽ tạo được một khoảng cốp phẳng chứ không bị nhấp nhô như thế này. Cùng xem qua một chút về nội thất của chiếc xe này. Nội thất còn cực kỳ mới và đẹp của anh chị và các bạn nhé. Xe sản xuất 2021. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh, chúng ta có thể kéo dài từ hàng ghế trước đến hàng ghế thứ hai. Cửa gió hàng ghế sau. Ghế lái chỉnh điện. Đây, là phần da của ghế lái. Còn rất là mới. Ghế phụ cũng vậy. Ở phiên bản L thì chúng ta có thể thấy là đây, phiên bản L chúng ta có thể thấy là có trang bị sạc không dây của anh chị và các bạn nhé. Sạc không dây chỉ có trên phiên bản L. Vô lăng tích hợp này, đàm thoại rảnh tay này, ga tự động này, giữ làn này, cảnh báo lệch làn, cảm biến, nói chung là rất là đầy đủ. Đấy, cùng nổ thử máy xem như thế nào nào. Rất là êm. Phần cần số của chiếc Honda CR-V này thiết kế cũng rất là gọn gàng và nhẹ nhàng. Đây là phần cam. Chúng ta có phanh tay điện tử và brake hold tương tự như auto hold trên các dòng xe khác. Và đây chúng ta có chế độ lái eco. Xe đã lăn bánh được 18.000 km của anh chị và các bạn nhé. Và chúng ta hãy cùng xem qua một chút về phần động cơ, khoang động cơ của chiếc Honda CR-V này nào. Ở đây hãy cùng điểm về khoang động cơ của một chiếc Honda CR-V.
thì nói Honda là một trong những hãng là đánh dấu là rất là nhiều luôn. Đây này, từng cái vết dấu sơn trên từng con ốc Honda thì cực kỳ nhiều. Và cực kỳ thích cái kiểu này. Đó. Toàn bộ xe bên em đều cam kết là nguyên bản, chưa có đâm đụng tai nạn hay là ngập nước thủy kích này, và động cơ hộp số thì không có đại tu hay là bổ máy quý anh chị và các bạn nhé. Chúng ta có thể bao check test hãng tùy ý. Đây, những cái dấu ốc từ lúc xuất xưởng nó sẽ như thế này. Và chiếc xe này bên em có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe. Chiếc xe này đang được Car Center giao bán với giá là 1 tỷ 070 triệu đồng, có bớt lọc thêm cho những quý khách hàng đến xem xe trực tiếp tại showroom. Đó. Đây, anh sẽ đóng nắp capo lại với anh chị và các bạn nhé. Đây, rất là đẹp. Một chiếc Honda CR-V phiên bản L, phiên bản cao cấp nhất, đã trang bị Honda Sensing với giá là 1 tỷ 070 triệu đồng, có gia lộc tại Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và nếu quý anh chị khách hàng nào có nhu cầu biết rõ hơn, chi tiết hơn về chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại trên video hoặc là để lại bình luận để Car Center có thể nắm được và hỗ trợ tư vấn mình, giúp mình tìm được một chiếc xe ưng ý nhất. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.